Thì Miu chào anh em nhá. Hôm nay giảm giá bán rẻ đây. Trước mặt quý khán giả ngày hôm nay thì Miu đang trưng bày giới thiệu tới anh em một cặp loa MR935. Một trong những đôi loa mệnh danh là 3 số 3 đường tiếng đỉnh cao của Mỹ ở phân khúc đầu 9 anh em nhá. Thì với thiết kế của loa là một bát 40, một trung 20 và một tép kèn cốc nhôm. Đây một trong đôi loa được đánh giá là vừa nghe nhạc Peru trữ tình, nhạc vàng cực hay và hát karaoke thì cực kỳ bay bổng về lời anh em nhé. Giá thì trước bên em hiệu bán ra là 30 triệu đồng một đôi loa rất đẹp anh em nhé. Thì video ngày hôm nay thì Miu xin phép giảm 2 triệu cho cặp loa này, là còn có 28 triệu thôi. Hàng bao đẹp xuất sắc cho anh em đầu tư nhá. Anh em nói nhu cầu đầu tư phân khúc 28 triệu đồng cho một cặp loa thì liên hệ bên em nhé. Thì Miu đang phối đủ bộ của nó thì mức giá nó cũng rơi vào khoảng trên 50 triệu. Trong đó phối thêm một con súp cũng của GB518 đẩy 4 kênh vang số. Đẩy 4 kênh vang số, mic không dây, quản lý nguồn đủ bộ. Combo này em bao chất và bao hay cho em đầu tư. Thôi mời anh em nghe về chất nhạc của combo này. Đây là một combo rất là hay anh em nhé. Nên là, và đặc biệt là MR935 thì loa Mỹ xịn rồi. Anh em chơi loa Mỹ xịn nhá. Đỉnh cao. Mời anh em nghe một đoạn nhạc tỉa không lời do Organ Anh Quân trình diễn. Đôi mắt yêu tư thật buồn.
buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi trong những đêm không ngủ, trong đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng tôi được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi trong những đêm ngàn năm. Rồi ngày tháng yêu thương cuộc đời chia hai đôi, bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em ấy chờ. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tương không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều này vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi chuyện tình dù ra sao đã tan thành khói sương như quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi buồn quên chuyện tình xưa lỡ lời. Ok, đây là quả vô rất là hay nhạc nhá, và mang tính giá trị lâu, với mức giá nhích 50 triệu cho cả quả vô này với sự tính toán của trung tâm hiệu đoàn. Em nhu cầu đầu tư thì liên hệ với Miêu qua số máy trên tấm biển đây, 0973 096 520. Màu chất bảo hành, màu xin vào đẹp thế nhau từ từ. Nhiều các bác đi mua loạn đỏ rồi hết 40-50 triệu để lọ mình cái nhận. Em dĩ vãng đôi người được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi trong những đêm ngàn năm. Rồi ngày tháng cuộc đời chia hai lối, bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên anh em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tương không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều này vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi chuyện tình dù ra sao đã tan thành khói sương như không biết vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa.
cô cực dẻo em nhá. Thì đối với trung tâm miền yêu thì quay trên cái một chiếc điện thoại thôi và không sử dụng dây livestream. Đấy anh em nghe thì cái độ nét và cái độ nhiễu nó sẽ khác với những anh em sử dụng dây livestream để câu anh em nhá. Có những anh em là cái bộ hát rất rẻ tiền nhưng mà sử dụng dây livestream thì độ nét nó cao. Còn anh em nghe thực tế trên điện thoại hoặc cái nền nhạc đi như quay thì là nền nhạc mộc và chuẩn luôn anh em nhé. Anh em nếu mà sử dụng dây livestream thì không cần sử dụng loa chỉ sử dụng vang. Nên là nhiều anh em là đi mua hàng là nhầm lẫn ở cái cách sử dụng cái cách quay của người bán hàng. Các bác mua và khi nghe trên mạng thì rất hay nhưng mà nghe thực tế là không hay. Còn đây là một đôi loa huyền thoại của Mỹ rồi. Em nhu cầu đầu tư mua liên hệ.